Hãng Boeing cho biết là phi cơ Dreamliner có thể bay trở lại trong vài tuần tới, tin từ Tokyo. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, các viên chức của hãng Boeing cho biết là loại phi cơ 787 Dreamliner bị cấm cất cánh có thể sẽ được tiếp tục bay trở lại trong vòng vài tuần nữa sau khi vượt qua 3 vòng kiểm tra an toàn. Phó chủ tịch điều hành công ty Boeing là ông Ray Conner nói rằng công ty dự tính là quá trình tái chứng nhận cần có thể đưa phi cơ được cất cánh sẽ mất vài tuần, chứ không nhất thiết phải vài tháng. Hãng Boeing cũng nhấn mạnh là họ đã xem xét nhiều cách để một bình điện có thể bị hư và nay hoàn toàn tin tưởng về sự an toàn sau khi đã nâng cấp. Các cơ quan quản lý hàng không trên toàn thế giới đã cấm một đoàn 50 phi cơ Dreamliner của hãng Boeing cất cánh vào giữa tháng Giêng sau khi bình điện trên hai chiếc phi cơ trở nên quá nóng và bốc cháy. Hai chiếc phi cơ đó, một ở Hoa Kỳ và một ở Nhật Bản, chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy. Vào đầu tuần này, thì các viên chức Hoa Kỳ thông qua kế hoạch sửa chữa hệ thống bình điện của hãng Boeing bắt đầu từ chế độ kiểm tra nghiêm ngặt. Hãng này cũng sẽ phải đối mặt với một phiên điều trần về an toàn của bình điện lithium-ion ở Hoa Kỳ vào tháng tới.